giả đang quay lại trở lại với kênh của Hoàng Trung TV. Dạ, hôm nay Trung cũng có duyên đến đây để thăm hoàn cảnh của chị Sarah. Ở đây thì thấy chị cũng có một người con đó, cũng bị bỏng rất là nặng. Vì khi trước thì bé cũng như là bị xảy ra tai nạn là nổ bình ga. Thì hôm nay Trung cũng đến đây để tìm hiểu đến hoàn cảnh gia đình. Thì xin mời quý cô chú anh chị cùng thăm hỏi gia đình nhé. Dạ, em chào chị Sarah nhé. Cho em gắn cái mic này để mình trò chuyện cho dễ ha. Dạ. Thì họ tên đầy đủ của chị là gì hả chị Sarah? Dạ, em tên Thạch Thị Sarah. Thạch Thị Sarah ha. Dạ. Chị cũng là người dân tộc Khmer ha. Dạ. Thì ở đây thì mình hiện tại là có bao nhiêu người con hả chị Sarah? Em 9 đứa con mà nó có vợ có chồng, 2 đứa nó chết 1 đứa. Rồi còn 6 đứa. 6 đứa thì 2 đứa lớn nó làm thì nó ít có cho tiền, nó đi giữ dịch 1 tháng được 3 triệu. Dạ. Nhầm khi nó cho được 1 triệu, nhầm khi được cho 500. Dạ. Rồi nhờ được nhỏ gái đi lột tép, rồi lột đầu tép đó, rồi bây giờ một tuần nó lột được có 1 ngày một. Dạ. Lúc thì nghỉ tua, còn lúc thì không có tép. Rồi hôm qua nghỉ, bữa nay nghỉ nữa. Rồi nhầm khi khách vô người ta không có cho làm, tại vì nhỏ bé mới có 15 tuổi, 14 tuổi à. Hai đứa gái. Vậy là tính ra chị tới 9 người con ha. Dạ. Và bây giờ là mất hết một người còn 8 người ha. Dạ, rồi hai người có gia đình. Dạ, thì rồi còn 5 người. Thì ở đây em cũng như biết đến hoàn cảnh của chị là ở đây là con thứ mấy của chị là cái này là hả? Út rồi. Là con thứ 9 đó. Ở đây thì lý do là em đó là mà thấy cái khuôn mặt dị dạng khá là nặng luôn cô chú anh chị. Thì ở đây là em đó là lúc trước là bị như thế nào hả chị Sarah? Lúc trước thì nó học được lớp 3 là cháu được 9 tuổi, rồi nghỉ hè là lúc đầu tiên là bệnh dịch á. Rồi thầy cô cho nghỉ 3 tháng. Rồi cái bắt đầu nó nghe anh chú thím kia là ngọt ngào quá, nó chạy theo đi giữ dịch. Nó giữ dịch là được 2 tháng. Rồi trong cái tháng sau đó là bắt đầu là cái tháng sau đó cái bà đó nó kêu bằng mẹ nuôi, cha nuôi. Rồi nó đi vô nó nói mẹ ơi cha kêu lấy cơm. Rồi bả la chết rồi con ơi, mẹ nấu cơm rồi mà đang hâm đồ ăn. Rồi cái nó la mẹ thùng ga nổ kìa mẹ chạy. Rồi bà này không nghe là nó chạy đi rồi. Nó chạy cỡ chừng 20 mét nó dòm lại sau lưng cái không thấy bả lên. Cái nó chạy lại nó thấy lửa phực phực đó. Nó nhảy xuống ghe. Nó nhảy xuống nó kéo bả lên, cái hai mẹ con té trên nhau. Rồi mới lửa cháy cái một miếng ghe đó rồi hết trơn, cái phóng lửa ra mới hai mẹ con lăn xuống sông. Trời ơi. Lăn xuống sông là cái ngọn lửa bay lên bờ kinh đó, rồi bà con ta thấy nổ rồi lửa lên mới người ta chạy lại. Người ta chạy lại là thấy hai mẹ con đang ở dưới sông đó. Trời ơi. Rồi bắt đầu là kéo lên là lại bệnh viện Cần Thơ, từ Thi Lai Cờ Đỏ qua Cần Thơ. Yeah. Rồi cái Cần Thơ đó người ta chuyển thằng này là qua bên Di Đồng 1. Yeah. Còn mẹ nuôi nó thì qua bên Chợ Gãy. Yeah. Rồi trong một đêm đó là qua tới sáng mai là bà già nuôi nó chết. Rồi bắt đầu là cái thằng này nó hơi tỉnh lại. Yeah. Nó tỉnh lại mà nó không mở mắt, nó tỉnh chỉ là nó nóng thôi, nó không có thở. Rồi nhờ bên mạnh hàng quân nước ngoài rồi với nhà báo đó tài trợ thuốc men cho rồi mới cứu cháu trong 1 tháng rưỡi trong bệnh viện hồi sức Di Đồng 1 mới tỉnh lại rồi mới thuốc men ở bên nước ngoài đó người ta đưa lại rồi mới cứu được cháu sống tới ngày hôm nay. Dạ, rồi ở đây thì cho em xin hỏi chị là lúc đó là bé là nhận cái anh chị kia làm mẹ nuôi hả? Đúng. Là sau đó là chị mới cho bé đi theo để làm gì hả? Để giữ dịch. Giữ dịch người ta cho công cũng như là 1 tháng 2 triệu để mua sách vở cho cháu đi học. Rồi với quần áo. Lúc đó là bé còn đi học không? Bé còn đi học. Dạ. Nhưng mà lúc đó là nghỉ hè hay sao mà bé đi theo vậy? Là thầy cô cho nghỉ 3 tháng. Dạ. Rồi trong 3 tháng đó là nó đi giữ dịch, nó đi theo mẹ nuôi cha nuôi nó đó. Dạ. Trời ơi. Rồi cũng như là đi theo mẹ rồi cái xảy ra cái sự cố là nổ bình ga đó là bé mới trở nên bụng hết trơn như vậy là cô chú anh chị ơi. Rồi mạnh hàng quân với tự thiện đó là cũng giúp nhiều lắm, tiền bạc giúp nhiều lắm, cũng như là cảm ứng hoặc cái gì thuốc men cũng nhiều lắm. Dạ. Rồi cái bắt đầu là tới sau này cái tới chừng ga diễn lợi là cách đây cũng hơn 1 năm rồi không có tiền đi trị bệnh nữa. Dạ. Còn 3 phiếu, 2 phiếu mổ, 1 phiếu là khám mắt, cắt mắt. Dạ. Một cái là còn cắt mắt, một cái là còn cắt cái này với cái này, rồi với cái sau lưng là còn 3 miếng đó. Ở đây con lên con khởi con đứng lên coi chị xem đi. Nè, con lấy cái miếng này ra. Cô chú anh chị ơi. Đó chính luôn con.
Đây đó, bệnh đó, rất là nặng. Cái này là lúc con đó là vì bé là chạy không kịp hay là như thế nào mới tới? Chạy không kịp, bị gì á là kéo cái chê mẹ nuôi lên rồi mẹ nuôi đè lên, hai mẹ con đè nhau luôn. Dạ. Bây giờ quá trời. Trời ơi, cô chú chị ơi, thấy bị bệnh rất là nặng luôn. Dạ, rồi được rồi, con ngồi xuống đi con, mặc áo vô đi, mặc áo vô đi. Hiện tại thì bé tên gì hả chị? Tên Nguyễn Hữu Chính. Rồi bữa hổm đó là chú lành đó là cho được 200, kêu đi hớt tóc nó, mẹ ơi khoan hớt đi mua thuốc uống cái nó ngứa quá, nó gãi quá trời nè. Lớt lắm không? Nè. Lấy tay lên đi. Mua được 200 ngàn, mua được 2 vị thuốc với thuốc ho được 2 ngày. Là 200 ngàn. Bé bây giờ đang ngứa quá, ngứa chịu lắm. Không nổi. Dạ, rồi bằng đêm á cái nó thở bò hồi nó ra, bò hồi nó không ra. Dạ. Bò hồi nó khẹt khẹt. Dạ. Rồi cô chú anh chị ơi, thấy rất là xót xa cho bé luôn, bị là cũng như từ lúc mà đi bệnh viện điều trị đó là chỉ là điều trị tạm thời thôi chứ có chưa có phẫu thuật ha. Phẫu thuật cũng nhiều lắm. Lấy cái cắt cái này ra hết một bên nè. Dạ. Một bên rồi. Dạ. Rồi bắt đầu cái mổ lấy cái thịt bên này nè, là dạ, một gan đó nè. Lấy thịt này là gắn lại bên này. Rồi dạ, cái bắt đầu là còn bên này còn chưa xong nữa, cái bắt đầu là rút đang nhiều rồi bác sĩ cho dìa. Cho dìa rồi còn 3 tờ. Chưa nằm đi bệnh viện nữa, còn 3 tờ. Ở đây em mượn mượn những cái giấy mà giống như là còn chưa có điều trị đó ha. Dạ đúng rồi. Ôi, cô chú anh chị ơi. 3 tờ. Vậy là cũng như là bác sĩ cũng cho cái phiếu để mình phiếu gọi đi, là nữa mình sẽ đi phẫu thuật thêm. Dạ đúng rồi đó nè. Nhưng mà vì cái gia đình mình chưa có cái khả năng để mà đi phẫu thuật đó ha. Dạ. Ông này thì ổng bệnh 2 năm rồi gãy ba sườn không có làm gì được. Dạ cô chú anh chị, thì cái này là giấy để mà phẫu thuật đó. Đi nằm viện lợi đó. Dạ. Rồi bây giờ không có chứ nhỏ. Gian gần đây là đi dậm, khi nào ai kêu dậm thì hai vợ chồng đi dậm. Dạ. Rồi cũng như là một vụ vậy là dậm được cỡ 3 ngày với 4 dạ, ngày. Dạ. Rồi bây giờ thằng này bệnh á thì ai kêu dậm ổng đi, tôi ở nhà coi nó. Rồi công việc của chị là bây giờ cũng là nói chung là ở đây chỉ là làm dậm lúa này kia thôi ha. Dạ đúng mình rồi. Đâu có làm gì khác không? Không, không có làm gì. Dạ. Rồi cho em xin trò chuyện với bé chút ha. Dạ. Chú chào con ha. Thì ở đây con tên là họ tên đầy đủ là gì con? Con nói cho tên cô chú gì? Chị nghe. Tên Nguyễn Hữu Chính. Nguyễn Hữu Chính ha. Dạ. Dạ. Rồi, này sao ngõ mỏ đó con này? Ngõ mỏ đấy. Rồi ở đây thì cũng như là bữa đó con đi bị nổ bình ga như thế nào, con có còn nhớ không bữa đó? Đứt cọng dây rồi xì không hay rồi bật bình ga mini lên rồi nó nổ. Là lúc đó là cái bình ga lớn là bị đứt cọng dây hả? Dạ. Rồi con đi, con bật cái ga mini hay là ai bật? Bật ga mini lên. Là con đi bật hay là sao? Mẹ nuôi bật. Mẹ nuôi con bật hả? Dạ. Rồi bật là tự nhiên là lúc đó là bật để nấu đồ ăn hay là sao? Nấu đồ ăn. Rồi đang lúc đó là đang ở trên thuyền hay là ở trong nhà? Trên thuyền. Rồi bật tự nhiên bật cái bình ga nhỏ lên là nó phật đó ha? Dạ. Rồi phật xong rồi con làm sao? Chạy lên trước rồi thấy bà còn ngồi đó rồi nổ xong chạy xuống cứu quả xong rồi nổ luôn. Bà đè lên con. Vì con nhỏ xíu vậy sao con cứu được? Sao cứu được mẹ? Kéo quá lên đó. Là lúc đó là lửa đang cháy chưa? Đang cháy. Đang cháy mà con nhảy vô con cứu luôn. Dạ. Trời ơi. Thôi. Rồi con nhảy xuống con kéo tay hay là gì? Kéo tay. Rồi sao nữa? Rồi nổ. Là lúc cháy là chưa có nổ đúng không? Dạ. Rồi con nhảy xuống con kéo tay mẹ là bắt đầu nó mới nổ. Dạ. Nổ là cháy luôn con. Dạ. Rồi con với mẹ nhảy xuống sông hay là sao? Cháy một bên xong rồi lăn xuống. Con với mẹ lăn xuống sông. Dạ. Nó lủng lỗ chiếc xe tàu. Trời ơi. Rồi lúc đó là con có biết bơi không? Con xuống sông vậy đó. Sông không? Không có biết bơi hả? Dạ. Rồi có ai cứu con hay gì? Có. Cha nuôi. Trời ơi. Cô chú anh chị thì cũng như là cái sự cố bị nổ bình ga cũng như bé cũng như là muốn cứu mẹ. Cho nên là mới nhảy xuống để mà kéo tay ha. Dạ. Nhưng mà bình ga nổ luôn, cho nên là bị phật cái lửa đó cháy luôn con. Dạ. Rồi lúc mà khi mà con bị cháy gì đó là nóng dữ lắm không? Dạ nóng. Rồi sau đó mới lăn. Dạ. Con với mẹ là lăn xuống sông luôn. Dạ. Rồi khi mà lăn xuống được có ai kéo con lên? Có ai... cha nuôi. Lúc đó là cha đang ở đâu? Đang đi mua dầu á. Ừ. Rồi xong lại không thấy rồi cứu con lên trước rồi mới cứu quả.
Ồ. Rồi khi bà cha nuôi con đến là đưa lên là lúc đó là con bị bỏng hết rồi đúng không? Dạ. Thì mẹ nuôi có bị bỏng gì không? Dạ có. Cũng nặng giống con vậy. Dạ. Ừ. Rồi xong rồi bắt đầu là đưa đi bệnh viện điều trị. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ con thấy trong người con như thế nào rồi? Cái mệt. sức khỏe của con á? Dạ mệt. Mệt hả? Dạ. Rồi nãy có mẹ con nói là bị ngứa đó hả? Dạ. Ngứa nhiều. Là nó hay ngứa chỗ nào? Ngứa mặt, ngứa tai, ngứa lưng rồi. Cái chỗ nào mà bị nặng gì đó là nó đang ngứa? Dạ. Đâu con là cho cô chú anh chị xem chỗ con ngứa đi. Rồi có gãi không? Con có gãi không? Giống như là ngứa vậy? Dạ có. Rồi tối vậy là có ngủ được không? Dạ không. Nó ngứa quá chị không nổi không? Dạ. Ừ. Rồi có uống thuốc không mỗi ngày vậy không chị? Bé nó có uống thuốc không chị? Nó một thời gian trước cỡ 2 tháng không có tiền mua. Rồi nhờ chú Lạnh lợi bữa hộm nó cho được 200, nó là uống được 5 ngày, chiều nay nó là hết rồi. Dạ. Rồi khi mà con uống thuốc vô vậy con có thấy bớt không? Dạ bớt. Ờ. Vậy là từ khi mà bé học đó được lớp 3 thôi là bé đi theo mẹ để chăn dịch. Dạ. Dạ, rồi cũng như là sau khi bị bỏng gì là nghỉ học luôn hả? Dạ. À, rồi giờ nó ngứa thì tạm thời uống thuốc cỡ 5 ngày, rồi ngừng lại cỡ 5 ngày mới uống nữa. Bây giờ khổ nhất là mua cái chai thuốc sức cho nó là một chai 300 ngàn, chai nhỏ nhỏ. Dạ. Là sức có 2 ngày, mình mãi nó sức được 2 ngày. Chai thuốc đó bây giờ nhiều lắm, mua nhiều dữ lắm, hồi lúc Mạnh Hằng Quân cho tiền á. Dạ. Cái chai thuốc này. Rồi bây giờ là cũng như là con chừng nào là ngứa là đi mua thuốc uống thôi. Chứ dạ. Con không có đi khám nữa hả? Dạ. Đã lâu chưa? Cũng như là lâu chưa con chưa đi bác sĩ khám? Cỡ 4-5 tháng hả? Hả? Nói đúng hả? Dạ 4-5 tháng rồi. Rồi cú út tới giờ luôn. À, từ lúc mà bị dịch đó hả? Dạ. Là con cũng không có được đi khám. Dạ. Trời, cô chú anh chị thấy bé bị bỏng rất là nặng. Rồi khi mà con bị bỏng con lăn xuống sông vậy đó con có bị xỉu gì không? Dạ có, lên xuống mới xỉu. Là xỉu luôn là hơn Mạnh, là không có biết. Mạnh Hằng Quân với từ thiện đó là cho nè mua cái thuốc này. Dạ. Là lúc đó có tiền đó, đang mua cho cháu đó. Dạ. Cái này thì một chai là 300. Trời. Rồi còn cái nhỏ này thì 150, bây giờ là 180. Dạ. Rồi cái hết trơn tiền, cái sau này đi mua cái chai này lại là 20 ngàn một chai vậy. Là cái này nè. Nó làm mua cái này nè, bạn trai có mấy chục ngàn. Dạ. Rồi con thuốc nó vậy. Bỏ hết một bọc, hai bọc rồi đó. Giờ còn mua đó, bây giờ hết trơn tiền mua. Xài nè. Rồi với cái thuốc này là thuốc ho này là một chai là vậy đó, uống vậy đó. Dạ. Này là thuốc ho. Còn cái này thuốc là cho nó uống là cũng như là sáng chiều thuốc ngứa. Dạ. Rồi cũng như là đã mấy tháng rồi mà không có đưa bé đi cũng như là thăm khám lại á chị? Từ hồi cũng cỡ năm rồi. Là trước từ Tết. Từ lúc là dịch tới giờ hay vậy? Đúng rồi, từ dịch tới giờ đó, dịch kỳ rồi đó. Là mình không có được đi á? Không có được đi nữa. Rồi, không có tiền chưa giống trong túi bây giờ ha, tôi chưa có thêm tờ 500 lần sao đó. Rồi cũng như là chị đi thăm khám gì là mà bác sĩ có dặn là mình mua thuốc mua gì không? Có, mua có là, mua cũng như là có cái to thuốc cho mình mua. Đúng rồi. Nhưng mà chị có giống như là mua hàng tháng để cho bé uống không? À, bác sĩ ra to là mua ở trên đó rồi về nhà cái uống hết, cái bắt đầu mình qua bên Vạn Tấn, chứ còn chợ mình thì không có bán. À. Mấy cái này là chợ không có bán, bên Vạn Tấn chỗ cầu quay á. Dạ. Rồi cháu là mỗi lần đi là mướn kêu taxi ở đây, người ta không có cho đi xe đò lớn. Dạ. Đi vì nhiều người quá là sợ nó xỉu. Dạ. Đi taxi là chuyến đi, nếu mà thí dụ mình có nằm viện là đi chuyến đi chị lấy cũng 1,6 triệu. Dạ. Là cũng chị đó là cũng từ thiện đó, chị Hằng. Dạ. Đó. Dạ. Chị nói là đi cũng lấy 1,6 triệu mà về cũng lấy 1,6 triệu, đi về cũng 1,6 triệu mà đi nằm cũng 1,6 triệu. Người ta cũng như ta lấy cái tiền xăng mà. À. Chị Hằng ở bên chợ từ thiện đó, bà cũng lo vậy. Dạ. Rồi từ hôm đó tới giờ không có tiền nữa là còn 3 tờ đó. Dạ. Rồi còn cái này thì bên thành phố người ta kêu làm cái đơn này nè. Dạ. Cho công an xét nhận là thằng này là con của mình. Dạ. Người ta đóng mộc. Dạ. Rồi bắt đầu có cái hình này nè, mình ra vào vô chỗ cái bệnh viện gì đồng một. Dạ. Cũng như mình ra là mình đưa cái này, mình vô mình đưa cái này. Dạ. Rồi tới chừng ngày nằm viện thì đi làm ta tịch thu cái này lại. Dạ. Rồi ra viện thì người ta trả lời. Dạ. Bây giờ là còn 3 tờ. Mỗi tuần đi là, thí dụ á, mỗi tuần đi là một tuần đi tiền xe, tiền thuốc là 5 triệu. Rồi còn nhập viện nữa thì cảm ứng trước là 5 triệu.
Dạ. Vậy đó, vậy không có tiền thôi. Vậy là nói chung là từ lúc mà từ lúc dịch tới giờ là bé cũng không có được thăm khám tới giờ không, rồi không. Cái thuốc cũng không có mua uống luôn. Không có. Cho nên là mấy bây giờ là nó cứ ngứa hoài. Đúng rồi. Hồi đó cái tay nó là cái thần chỗ này nó cái tay nó là tới đây giờ. Rồi bây giờ từ đó tới giờ là bây giờ nó hết luôn, muốn dính luôn. Rồi bây giờ cái này thì nó co lại hết trơn rồi. Ở đây thì cũng như là lúc mà mình đem đi bé khi mà mới bỏng liền đó là người ta điều trị xong rồi bác sĩ dặn là đi phẫu thuật đó là mấy cái tay mới mở ra được hả chị? Dạ đúng rồi. Người ta nói bây giờ mình có tiền thì đi là người ta chẻ ra nè. Dạ. Rồi còn cái này độ là dắt cái này là người ta làm không có được rồi. Nó chẻ có cái này rồi người ta cắt cái này. Cắt cái cổ họng để dạ. Cho nó được cái dính đó. Dạ đúng rồi. Với cái cặp mắt nó còn dính nè. Hai bên luôn nè, bên đây nó nè. Dạ. Nó dính vậy đó. Còn cái này với cái này là với cái lưng nó nhiêu đó đó. Dạ. Là mỗi một cái gì là 5 triệu để mà phẫu thuật. Dạ. Dạ. Một số anh chị thấy bé khá là tội nghiệp. Rồi hiện tại thì cũng như là gia đình mình cũng không có làm việc gì hết. Dạ. Lúc này. Rồi chồng chị là cũng như là bỏ lâu nghỉ. Dạ. Cũng như là bị bệnh gì đó lâu. Anh gầy ba xưởng 2 cây. Rồi làm nặng thì không có được, làm hồ không có được. Bây giờ hai vợ chồng đi dẫm không. Dạ. Rồi một cũng như là một vụ lúa là dẫm được 2 ngày 3 ngày. Rồi co ít thì làm được 1 ngày 2 ngày. Người ta đứt ít á. Dạ. Được 1 ngày 2 ngày. Dạ. Còn dạ. Không có nó là ở không luôn, vụ này được 2 ngày. Dạ. Rồi con tính ra là bữa giờ con nghỉ học lâu chưa hắn Trinh? Dạ lâu rồi. Cũng lâu lắm hắn, cũng hơn 1 năm rồi hắn. Con có muốn đi học lại không bây giờ? Dạ muốn á. Hả? Dạ muốn lắm. Con muốn đi học lại ha. Dạ. Rồi cái mà lúc trước con học hình như là tới lớp 3 ha. Rồi giờ dạ. Có còn đọc chữ này kia con nhớ không? Con dạ, nhớ ít ít nè. Cũng còn nhớ ha. Dạ. Nhưng mà bây giờ vì bệnh như vậy rồi cho nên nó không có đi học được. Dạ. Tay chân nó cũng giống dạ, như là này, trừ khi phải phẫu thuật á thì tay mới ổn mới được học được. Bây giờ nó xài á, chỉ cầm được có một ngón ở bên đây nè. Dạ. Cầm cái muỗng nhỏ, muỗng uống cà phê đó, tập tập ăn cơm cho nó tập tập. Rồi nhầm khi thấy nó hết cầm hết nổi thì đút cho nó ăn. Rồi bây giờ là bé ăn cơm là tự ăn hay là chị phải đút vậy? Nó đút được 2-3 muỗng, cái muỗng cà phê đó. Rồi thấy nó ngừng lại là thấy nó hết được rồi, nó mỏi tay rồi. Rồi mới mình đút cho nó ăn lại. Dạ. Rồi còn bằng đêm á thì ngủ với nó cam, nó thấy nó mệt quá tôi cũng sợ, tôi nằm võng lại cho nó nằm trên mình để nó. Dạ. Rồi cái năn nỉ nó con ơi, từ từ con ơi đừng làm quá mẹ sợ. Dạ. Rồi mới nó la mẹ ơi, tại vì con nó vậy rồi. Dạ. Rồi thấy khóc, mình khóc ơn tội nghiệp con khóc ơn. Dạ. Hồi đó nó sang gỡ, nó trắng, nó đẹp trai, nó có duyên dữ lắm. Dạ. Nhà hình của nó nè. Rồi hôm đó là sao mà bà chị cho bé đi theo mẹ nuôi gì hết? Làm là cha làm mẹ không có cho mà nó gói đồ nó đi theo, nó tội nghiệp người ta. Rồi nó chạy theo người ta, thấy người ta không có con nít á, nó chạy. Nó tội nghiệp người ta, nó đi theo. Còn mình á thì mình thấy con mình nó còn nhỏ, mình đâu có dám cho đi. Dạ. Nó mới bên lớn này. Mặt mày nó bị cho em mượn cái hình mà bé là lúc mà chưa có bị á. Dạ. Lúc đó nó 9 tuổi. Dạ, cô chú chị, đây bé lúc đó cũng như là chưa bị bỏng. Chị có còn cái hình nào mà nó chụp tấm lớn không? Có một tấm này thôi ha. Dạ, cô chú anh chị thấy cái tấm hình bé là lúc trước chưa bị gì đó. Bây giờ cô chú anh chị bây giờ bỏng quá là nặng luôn. Rồi mất đi những cái việc học tập, rồi cái tương lai của bé bây giờ cũng nó nói chung là mang một cái gọi là căn bệnh như vậy rồi. Rồi hàng ngày như vậy đó, con ở nhà rồi cũng mọi người thấy con có sợ con không? Dạ không. Cũng như là những các em bé vòng vòng nhà này nè, thấy con vậy có xa lánh con không? Dạ không. Cũng gọi là cũng đến cũng chơi chung với con hả? Dạ. Rồi hàng ngày con đi chơi là con đi chơi ở đâu? Con có đi chơi không? Có. Cũng đi vòng vòng ở đây cũng dạ. Các bé vòng đây cũng thương cháu rồi ha. Có cái thằng đó đó, thằng đó với nhỏ đó nó thương hàng ngày đó. Tối ngày nó ngủ chạy tới chạy luôn vòng vòng trước. Dạ. Coi dò cẳng cho nó gãy nè. Hết trơn. Đây nè. Hết trơn luôn. Rất là nặng dữ lắm, nguyên thiên luôn, chỉ là còn có rúng đó là không có đó. Rồi là trước khi mà bé mà bị cái bỏng như thế đó là cũng có kiểu như là lúc đó là đang có điện về nói với chị hay sao vậy không? Nó điện đầu tiên là 6:30 sáng.
Nó nói mẹ ơi cho con xin 20 ngàn nạp thẻ cào, hỏi con làm gì có điện thoại. Nó nói cha mẹ nuôi con là mới cho mua cho một cái điện thoại 1 triệu rưỡi. Dạ. Rồi cái bắt đầu là mẹ hồi đó nó nè, đám cưới chị nó nè. Dạ. Rồi nói dạ, hồi đó nhà vậy. Dạ. Khỏi. Rồi cái nó nói mẹ ơi cho con xin 20 ngàn con mua thẻ cào. Nó dạ. Hỏi cho con làm gì con có điện thoại. Dạ. Nói cha mẹ nuôi mới mua điện thoại cho con. Rồi nói nếu mà mẹ nạp cho con 20 ngàn bây giờ mẹ là số 1. Còn dạ. Mẹ không nạp á là con nghỉ chơi mẹ luôn, nó nghỉ luôn mà. Cái mới tôi la ông này, tôi nói trời cái thằng này nó nói chuyện gì như gian dối gì á. Dạ. Cái mới nói chính ơi mẹ còn có 15 ngàn à. Nó nói thì mẹ đi mua đi. Chạy qua bên bà tiệm lần trước á, mua kia người ta không bán, người ta thấy mình nghèo. Dạ. Người ta nói người ta không có bán thiếu. Dạ. Nói thì mai tiệm nguyệt con bán thiếu đi, chính nó nói chuyện gì thấy lạ quá. Con thiếu 5 ngàn đi rồi mai mốt con có trả, còn chưa thì vài ngày mới đưa người ta 20, mới người ta bán cho mình được 20 ngàn. Lại là nạp liền rồi cỡ chừng 10 phút sau á, là nghe trong cấp cứu Hùng nó la lên. Dạ. Nó nói chị Năm ơi lấy cái giấy nào dính líu với chính là bảo hiểm, khai sanh, hộ khẩu, chạy lại về đồng 1 Cần Thơ. Rồi mới tôi nói ủa đi đó làm gì, nó chính tai nạn rồi. Hỏi sao tai nạn, nói thùng ga nổ. Dạ. Thùng ga nó bây giờ cháy nó rồi, nó chết sống chưa biết sao. Cái lúc dạ. Đầu tôi khóc tôi lớn tôi bò không à. Rồi cái yên hơi nó là không phải con ơn chính đâu, hai mẹ con nó luôn. Nó là nó hai mẹ con nó luôn. Dạ. Rồi mới tôi nói rồi để tôi kiếm. Là lúc đó là bắt đầu là tôi kiếm liền, cái bắt đầu là được liền, là lúc đó đi xe ôm thiếu nó từ đi ra tới Cần Thơ á. Dạ. Xe ôm cái bà đằng trước nó từ đi lên Cần Thơ. Nói ngay đi đẳng người ta trả tiền xe, mình không có tiền ngàn nào trong túi hết trơn á. Dạ. Cái bắt đầu là cái cha nuôi nó ra trả tiền xe hết trơn là dẫn mình vô bên cấp cứu. Dạ. Rồi cái bắt đầu bác sĩ hỏi bác sĩ kia, nói là bệnh nhân này ai nhận. Dạ. Cái bác sĩ kia là tôi nhận, nói bệnh nhân này không có nhận được, tại vì quà nó không đàn thuê nó hết trơn rồi. Dạ. Bên Cần Thơ là đem đi là nó bó, bác sĩ bó hết trơn luôn, không có chỗ nào mà còn ấy luôn, bó hết trơn, cái cặp mắt nó bó là còn lờ mắt à. Là lúc đó nó phỏng nước không luôn. Dạ. Mình mẩy nó là nước không. Cái bắt đầu là tôi vô tới cái tôi tới chỗ nó cái tôi khóc, cái nó trời ơi chứ nó sao mà con dữ vậy. Là lúc đó là nó còn mê sản, mê tỉnh hay gì á. Dạ. Nó nói mẹ nó ừ mẹ lợi vậy nè con nó có sao không. Nó nói mẹ làm gì mẹ khóc gì, mẹ con đâu có gì đâu mà mẹ khóc. Dạ. Nói rồi mới bác sĩ nháy mắt tôi, nói mẹ đâu có khóc đâu, mẹ lợi mẹ mệt á, mẹ khá tiếng. Dạ. Rồi cái nó làm như nó gián dối vậy á. Nó nói mẹ ơi nếu mẹ khá tiếng á thì mẹ đi mua thuốc uống đi. Dạ. Coi chừng bệnh á. Dạ. Cái bắt đầu trời ơi bác sĩ cũng khóc mà tôi cũng khóc nữa. Cái hơi một cái nó la nếu mẹ bệnh á thì mẹ mua thuốc đi con, không có sao đâu. Cái nói chuyện với con chơi hơi vậy, nó nói mẹ con cho con xin nói chuyện với mẹ từ bây giờ tới chiều đi mấy giờ mẹ. Nó dạ. Bây giờ cũng cỡ 2 giờ, nó nói con xin nói tới 5 giờ con nghỉ nói với mẹ. Lúc đó là nói chuyện được không? Nói chuyện được 2-3 tiếng đó, trong Cần Thơ đó nghe. Dạ. Rồi cái bắt đầu làm như nó gián dối vậy á. Rồi bắt đầu cái bác sĩ lớn này la không được, bệnh nhân này không được, phải chuyển lên Cần Thơ, Sài Gòn nhanh lên. Dạ. Là đi vô làm ký giấy ký gì hết trơn, người ta kêu là chuyển xe là đi là 2 triệu rưỡi. Hai dạ. Triệu rưỡi tôi nói chớ rồi tôi không có tiền bạc, là bắt đầu điện qua cho cha nuôi nó ở bên Cần Thơ nữa mà. Dạ. Ba bên cái gì cái khoa mà khoa phỏng bên người lớn á. Dạ. Cái điện ra cái bắt đầu Hùng nó nói chị Năm ơi bây giờ vợ em cũng chuyện đi bên mà Chợ Gãy, nói dạ. Thằng này thì qua bên Di Đồng 1. Dạ. Nó nói chừng khốt không chị, lên một xe hai mẹ con nó được không. Dạ. Rồi bác sĩ nói bên này nói ca ai nấy làm, không có chuyện chung. Dạ. Cái bắt đầu là bác sĩ bên này là chuyển qua bên Di Đồng 1, bên kia thì đi bên Chợ Gãy. Rồi thằng kia nói ngay nó chạy qua nó đóng tiền cảm ứng cho rồi. Dạ. Cũng có một cho một người đi theo mình hồi chợ. Dạ. Thằng em rể của nó đó. Dạ. Là đóng trong cái bệnh viện Cần Thơ là hết 2 triệu, rồi xe 2 triệu rưỡi thôi. Dạ. Là 4 triệu rưỡi, rồi đi tới Cần Thơ, đã ở Sài Gòn đặng đó, người ta kêu đóng cảm ứng là 5 triệu nữa, nó ngay đi. Dạ. Là nó lo không trong lúc đó, là trong túi không có tiền bạc đâu. Rồi tôi chưa biết Sài Gòn làm sao nữa. Cái người ta kêu ngồi đâu ngồi đó, ngồi đâu ngồi đó. Cái người ta nói mẹ của Nguyễn Hữu Chính đó, ngồi đây đi đem cháu vô. Đem tới gần tới sáng, tôi không biết con tôi ở đâu, tôi đi kiếm, đi hoài đi kiếm không thấy. Dạ. Tới chừng hỏi bác sĩ, nói cầm sĩ là chị cứ yên tâm đi, đừng có sợ mắc gì, ngồi đây đi. Con chỉ có người đi theo rồi, người hỗ trợ rồi, là cũng dạ. Như là bên đó đó. Dạ. Rồi tới chừng qua, tới cả chừng 1 giờ có đi mới đưa thằng này sang qua bên phòng lầu 2, phòng hồi sức. Dạ. Là bắt đầu ngày mai qua tới ngày mai là thằng này chết, bác sĩ trả về. Bác sĩ trả về, có thuốc sinh về, cái hơi ông này nè.
ổng nói bây giờ mình gì á là không có tiền xe xin gì á, cái mấy bác sĩ thấy là không được, bây giờ còn nước còn cá chưa có cho gì à, có ấy sao ngộm tiền mất con này. À, mà bác sĩ nói còn nước còn tát, bây giờ là không có cho gì à, bây giờ là cho ở đây à, chừng nào ví dụ mà nó thẳng luôn mới cho gì à. Rồi cái bắt đầu là người ta bác sĩ thủy đó là báo đi đây đi đó gì đó, rồi cái bắt đầu là bên mà nhà báo thanh niên á, người ta nghe cái thằng này ở xảy ra ở bên Hy Lai Cờ Đỏ, đi quay phim ở bên Cờ Đỏ, người ta quay phim cái ghe đó rồi cái chỗ đó rồi hết trơn, người ta đi tìm tìm tôi tới bên Di Đồng Một, Di Đồng Một là tìm được 7 ngày rồi tôi xuất viện rồi, là nằm trong đó cỡ 3 tháng, vừa kiếm được 7 ngày, trong 7 ngày đó là mới người ta tài trợ, người ta chở tiền bạc rồi bắt đầu là tiền cảm ứng, tiền thuốc, tiền men, còn tiền máu, tiền vô rồi máu này máu nọ đó là bên nước ngoài người ta cho. Là cả hai xe cấp cứu. Trời ơi. Đi cho lợi rồi cho bên bệnh viện nó đi nhận rồi đem lợi vô cho nó. Rồi mới nó sống tới ngày hôm nay, cũng nhờ bên nước ngoài nhiều lắm mà nhờ thuốc nhiều lắm. Rồi về nhà người ta còn cho hai bọc bự lợi nó đang gửi theo bên Hoàng Tấn ở bên Sóc Trăng. Nó đem lại tới nhà cho em. Rồi cũng như em muốn hỏi chị thì rồi mẹ của mẹ nuôi của bé Chính thì cũng như là có bị bỏng nặng như vậy không? Bây giờ chết rồi, nặng lắm. Hai mẹ con nó như là heo quay vậy đó. Trời ơi. Tóc bạc, tóc quần áo gì cháy hết trơn luôn. Heo sao là bả vậy đó. Như là heo nó nứt hai nó chín quá nó nứt á. Hai da lên luôn. Bà đó mới hơn thằng này bị gì á. Cái thằng này nó vừa kéo bả lên là bắt đầu bả vừa đứng lên là bả đè thằng này. Đè ngay cái bụng nè. Là mới cái bụng này là nó không có nè. Nhờ vậy có khúc này là không có này, bị bà đè lên nè. Thành ra rồi mới cháy lưng bà kia, rồi mới bả lật lại. Bả lật lại mới cháy cái thằng heo của bả. Thằng này nhờ được cái bụng cái như thế. Ngoài ra là cháy hết trơn, còn bộ chỉ có cái bụng thôi là không có bị. Rồi lúc đó là mẹ của mẹ nuôi bé Trinh là cũng bây giờ là mất lâu chưa? Mất từ ngày hôm đó luôn. Vừa đêm nay qua tới cấp cứu sáng mai là bả chết là thằng này tỉnh luôn. Bả vừa chết là nó vừa tỉnh luôn. Rồi lúc đó là chắc Trinh cũng chưa có biết đâu. Chưa, nó chưa có hay nữa. Rồi tới chừng chết rồi tới chừng 1 tháng rưỡi là nó ở trong hồi sức đi ra là bắt đầu thằng Hùng. Nó nói chuyện với tôi đang nói chuyện điện thoại nhau vậy đó, đâu có cho nó nghe. Mà lúc đó đang mổ mắt nó nữa là đẩy mắt như nè. Rồi nó hơi tỉnh mà nó chưa biết gì hết trơn á. Rồi anh Hùng nó nói chị Năm ơi, giờ em bây giờ em làm em cúng bái hết trơn rồi ngày mai em đi thăm nó. Rồi ha, bác sĩ nghe, tôi nghe, anh Hùng nghe, đâu có cho nó biết mà tại sao mà nó ngủ sao mà nó biết. Nó nghe được mà nó đâu có mở mắt được tại vì nó băng bó rồi. Rồi mới nó la mẹ, mẹ nuôi con khỏe chưa? Nó hỏi khéo lắm, hỏi khỏe rồi con ơi, nó xuất viện rồi. Nó nói nha, mẹ nuôi con khỏe chưa mẹ? Nó khỏe rồi ở bên mà Chà Gãy. Nó nói vậy nha, ngày mai mẹ đi thăm trước đi. Nó hỏi khéo lắm, cái tôi nói thôi đi con ơi, xa lắm, Chà Gãy với Di Đồng xa lắm. Nó nói mẹ ơi, con nhớ mẹ nuôi quá trời. Nó con ơi, ráng mà nằm đi rồi bác sĩ cũng khuyên. Nói ráng đi con, nằm đi khỏe rồi con xuất viện rồi con đi thăm mẹ nuôi. Rồi cái nó cũng nín nữa, nó nín hết trơn. Nó hỏi rồi cái hơi nó la mẹ, bác sĩ có gần con không? Nó không. Hỏi có ai gần mẹ nó không? Nói mẹ nói dốc con nghỉ chơi với mẹ. Hỏi sao vậy? Nói mẹ nuôi con chết mà mẹ nói là khỏe. Hỏi cho ai nói bả chết? Nói chú ơi, ông già nuôi điện nói chuyện với mẹ. Trời ơi. Mới biết đó. Rồi biết ở trong lúc đó nó không nói chuyện với ai hết trơn trong bệnh viện. Nó buồn. Nó buồn, nó không nói chuyện với ai hết trơn, chỉ là bác sĩ thôi. Bác cô Thủy đó là bác sĩ Thủy đó cứu nó sống đó. Là qua trò chuyện với nó một ngày 2-3 cử, nó nghe với bác sĩ đó là được đó. Nói chung ra là bé bây giờ ở trong khu vực mình ai cũng thương nó, già trẻ bé gì cũng thương nó. Rồi lên tới thành phố bác sĩ bảo vệ trong bà con nó đó, ai cũng được thương nó không bỏ vậy. Nói chung ra là cũng như hai mẹ con như có duyên vậy á, đi tới đâu ai cũng được thương gia đình mình hết. Rồi cũng như cái bữa mà bị cháy vậy là chiếc ghe đó bị cháy hết luôn. Cháy luôn, cháy một bên luôn. Trời ơi. Rồi bây giờ là nó không có đi tàu đó nữa, tàu đó nó cho ông ta luôn. Cho ông ta bây giờ. Mà ở đây cũng may phước là bé Trinh ở đây là cũng còn gọi là phước lớn mạng lớn đó. Mới còn sống đến ngày hôm nay đó cô chú anh chị. Bác nhưng sĩ mà cũng nói vậy đó, cũng mạng lớn mới nó được cứu tới ngày hôm nay. Cho nên là mới gọi là bụng rất là nặng cho nên mang một cái dị tật đến như ngày hôm nay cô chú anh chị. Và cũng như trước đó là cũng được quý cô chú Mạnh Thường Quân và cũng giúp rất là nhiều rồi cho nên mới được như ngày hôm nay ha. Nhưng mà vì bây giờ là cũng từ dịch tới giờ rồi, bé cũng như không còn gia đình cũng không có còn kinh phí nên là
nên không có đem bé đi phẫu thuật thêm những cái phần tai với lại cổ này kia. Nếu như mà theo chị thì cũng như là mình cần khoảng bao nhiêu tiền nữa mà mới được cái cũng như là phẫu thuật cho bé được một số phần ở đây á, chị có thể chia sẻ cho bác sĩ. Bác sĩ thì cho hay trước rồi, nói là đầu tiên là đi tái khám mắt là cũng tốn một phần, rồi sau này lên ca mổ thì cũng là nhiều tiền lắm. Cháu rất nhiều tiền. Là cũng như bác sĩ có chia sẻ là ví dụ như là phẫu thuật tai nè, để mà tay những cái ngón tay mình có thể cử động này kia, nó là khoảng bao nhiêu tiền, có bác sĩ có chia sẻ không? Người ta không có nói cho rõ tiền mình, mà người ta nói là cũng tiền cũng rất là nhiều. Dạ. Cháu sống lên nó cũng rất là nhiều tiền rồi, bây giờ là còn chia còn cái tai với cái cổ với sau lưng với cặp mắt là cũng còn bộn lắm, nó thời gian nó dài dài lắm. Nhưng mà cái đưa cái những cái giấy này hồi nãy là chị chia sẻ là một giấy là mấy triệu đó là sao? Cái này là nằm trong cái hồi sức là 3 tháng mới ra ngoài. Dạ. Trong 3 tháng nó mới được ra ngoài cái 5 mét ngoài đó. Dạ. Rồi cái hồi kỳ rồi á là thay bà con cô bác á, người ta cảm ứng á, là cũng rất là nhiều tiền. Dạ. Người á, thì loại là 10 triệu, 30, 50, 20, 10 triệu gì đó, chứ người ta cứ đút chơi trong bệnh viện đó. Dạ. Rồi cũng bộn lắm, tiền nó cũng nhiều lắm. Rồi tới chừng ngày trở về nhà đó là bắt đầu là mạnh hàng quân Sài Gòn á, là cho tiền xe với tiền đêm về là được 10 triệu. Rồi người ta thấy nhà mình lỡ quá trơn, người ta giúp được một chút ít thôi đó, đó. Bây giờ mới xong được ngày hôm nay. Dạ, rồi từ lúc mà bé Trinh bị bỏng bây giờ đó là, hồi đó mình có xây nhà chưa? Chưa. Rồi nhà này mình xây lâu chưa hả chị? Nhà này cũng mới hơn năm nay, cũng cỡ 2 năm nay từ ngày nó bệnh tới giờ đó. Dạ. Là mạnh hàng quân ta cất cho đó. À, thấy. Là chỉ giá 80 triệu. À, căn nhà ở đây ha. Dạ. Và lúc đó là cũng như là khi mà thấy Trinh bị tai nạn bụng nặng rồi, bắt đầu cũng được Mạnh Thường Quân tài trợ để xây dựng căn nhà cho mình. Dạ, Mạnh Thường Quân binh mà Sài Gòn á. Dạ. Cho được chỉ giá 80 triệu. Dạ. Rồi hiện tại trong căn nhà của mình ở đây là sống tới mấy người hả chị? Bây giờ chỉ còn có 5 người. 5 người mà 3 đứa nhỏ, 2 đứa lớn. Dạ. 2 đứa là 20 tuổi, 1 đứa là 22 tuổi. Dạ. 2 đứa nó làm đi giữ dịch, không có sợ làm, đi giữ dịch là 1 tháng được 4 triệu với 3 triệu. Thằng dạ. nhỏ được 3, thằng lớn được 4. Dạ. Rồi đôi lúc 1 tháng là nó cứu được là mua thuốc cho em, nó cho người 1 triệu, 1 triệu. Là 1 tháng, rồi tháng sau nó cho người 500. Dạ. Rồi cái 500 đó là mua thuốc uống. Còn 2 đứa nhỏ, 14, 15 tuổi thì nó đi làm hải sản lặt tép. Làm một tuần nó làm được 3 ngày là đủ tiền điện, tiền nước. Rồi bây giờ tiền điện 2 tháng chưa có đóng nên ta lại nói nhỏ. Ở đây thì em cũng muốn xin phép chị có thể kêu con chị ở đây em gặp chút được không? Ở đây thì tại có mấy người con ở nhà đây? 2 đứa. Nhưng mà Mận Nhung hay Mận Nhung? Mận với Nhung ra đây chút coi con. Ở đây thì cũng như là các cháu ở trong gần xóm rồi ha. Dạ. Ở đây em thấy nhà của mình khá là nhiều bé cô chú anh chị. Nó thương đó. Thằng này dữ lắm, mấy đứa dạ. này nó lợi nó chơi với mấy đứa này đó. Cô chú anh chị ở đây thì trong xóm á, bé cũng như hay qua đây chơi với Nhung bằng lại mẹ đây chứ con. Cũng như là rất là nhiều bé luôn trong đây. Đó. Rồi, mừng đó mà mừng lại đây cho mẹ chú các con. Từ về con có chị đứa này là 14 tuổi rồi còn đứa kia là 15 tuổi. Là con bé ở đây có đi làm chưa? Là nó đi lặt tôm đó, là một tuần là được 1 ngày với 2 ngày. Bởi vì 14 tuổi là nói chung ra là khách vô là người ta đuổi. Khách vô chưa được 18 tuổi, chừng nào 18 tuổi mới làm được. Dạ. Còn cái này là mình cũng như là đi làm cũng như là dạ, nhân cướp người ta gì đó. Có người lớn lại là chạy trốn không ơi. Được hai đứa ngân hàng đó, liền công ty người ta kêu chạy trốn. Rồi còn nhỏ 15 tuổi mà nghe. Giờ kệ thôi thì chị kệ đi rồi cũng như là hiện tại đó là con lớn của chị là có gia đình ở riêng ha. Con lớn thì chết. À. Còn con nhỏ thứ ba thì có chồng riêng. Dạ. Với còn thứ tư thì nó có vợ riêng. Dạ. Rồi còn hai đứa kế đó với còn ba đứa này nè. Dạ thôi cỡ thôi kệ đi vô nhà đi con. Ở đây bé mắc cỡ đó cô chú anh chị. 14 tuổi. Nhà được hai đứa đó. Dạ, bây giờ thì hôm nay em cũng rất là có duyên đến đây để tìm hiểu đến hoàn cảnh gia đình của chị thì nói chung thì em thấy bé Trinh ở đây khá là thương vì bị bỏng khá là nặng và bây giờ cũng như tay chân cũng không có tự ăn cơm uống nước được vì lý do là tay nó bị dính như vậy nè cô chú anh chị. Đó, đã dỡ tay lên đây ha cô chú anh xem đó rồi cũng như là gia đình cũng không có cái khả năng để mà đi phẫu thuật để cho tay nó trở lại bình thường.
Và ở đây con hàng ngày con ăn cơm được không? Uống sữa nhiều. Và chủ yếu hàng ngày con uống sữa thôi. Con có rồi giống như là đồ ăn này kia đâu có, là nói chung là miệng có nhai, con có nhai được không miệng con? Dạ nhai được. Là nhai được ha. Dạ. Nhưng mà là uống sữa với lại ăn cháo hả? Dạ. Dạ, giờ bữa nay gia đình có làm gì ăn cơm chưa? Hồi sáng đi chợ mua được con cá lóc 20.000, cá lóc ruộng. Dạ. Nấu cháo cho nó. Dạ. Nó là ăn cháo nhiều hơn ăn cơm. Dạ, chủ yếu là ăn cháo thôi. Dạ. Mà thật hơn nữa là ba không có thiếu gì bên đây. À. Rồi, hồi đó thì nhờ bên chị Ánh ở bên Vĩnh Long bà. Dạ. Đóng góp là được 90 triệu. Dạ. 90 triệu mà cũng như mình một tháng mình đi bà cho 5 triệu, một tháng 5 triệu, tháng 5 triệu. Bây giờ lấy hết rồi, có cho cái số tiền đó là hết rồi. Dạ. Nó không có cho mình xài mà cũng như chỉ ngày mai là cho đi khám dạ, khám bệnh rồi. Thôi ngày mai tái khám là xe lợi, là bữa nay đưa tiền. Dạ. Bữa nay bà đưa tiền là xe lợi là 5 triệu đó là sạch hết trơn. Bây giờ mình lấy là sạch. Dạ, chủ yếu là mình lấy là hàng tháng 5 triệu để mà đưa bé Trinh đi khám. Dạ. Uống thuốc mỗi ngày. Dạ. Rồi cũng như từ lúc mà đó tới giờ dịch tới giờ là cũng không còn được uống thuốc, khi nào có đau nhức ngứa này kia đó thì là đi mua về uống. Là cái này là chị đi mua là mua ở ngoài tiệm thuốc Tây thôi chứ không có phải đem đi không, mua ở Hoàng Tuấn. Cái đoạn không có tiền nhiều đâu đặng. Dạ. À, bữa hổm là anh làm lợi là cho được 200, đi mua được là 3 dĩa. Dạ. Với 2 lần thuốc uống. Dạ. Rồi năn nỉ nó đi hết tóc la đi, nó nói mẹ ơi đừng có hơi chi để tiền mua thuốc uống. Dạ. Nó rồi bây giờ chiều nay nó là hết rồi. Để nữa bữa nay chú cho con tiền để đi hết tóc ha. Dạ. Rồi bây giờ là thấy trong người là cũng như là đang ngứa đúng không? Dạ. Người ngứa vậy là con có gãi được không? Dạ, gãi được. Cái móng tay này nè, cắt ra nó không cho cắt, nó để nó gãi. Ờ, ý là để móng tay để con gãi đó hả? Dạ. Rồi cũng như là mỗi khi con ngứa là kêu mẹ gãi cho hay sao? Dạ. Chà. Lấy tay chà. Đúng. Dạ. Rồi hàng ngày vậy đó con thấy con mình con sao thì con nói đi. Ừ, cũng như là con nó ngồi nó thở vậy, thở thì thở. Con có được đi chơi cũng như là chung với bạn bè này kia không? Được. Cũng đi được ha. Được. Ờ. Nói chung thì hàng ngày cũng là hay uống sữa thôi, tại vì cái miệng con bé cũng không nhai được đó, cô chú anh chị. Được. Con đứng lên để cho cô chú anh chị xem. Nói chung là con đi lại là bình thường đúng không? Dạ. Tay chân con thử vơ lại cho cô chú anh chị xem. Con thử đi, đợi cô chú anh chị xem ha. Nói chung là con đi lại là bình thường ha, ở trong dạ. Nhà chủ yếu là con ăn uống thì hơi khó thôi. Dạ. Là uống sữa hàng ngày. Dạ. Thôi con ngồi đi. Bây giờ con có mong muốn là được đi học lại không? Dạ. Bây giờ con có mong ước gì nữa không? Con có thể chia sẻ ở đây cho cô chú anh chị biết nha. Con ở trong ôi chú ơi lưu con băn qua. Con mong ước như thế nào? Con có thể chia sẻ cho cô chú anh chị biết nha. Mong ước được có tiền chết bệnh. À, để mà phẫu thuật để cho con... Dạ. À, không là tay chân con được có thể bình thường lại đó ha. Dạ. Nhưng mà ở đây thì tay của con chắc có lẽ chỉ có thể là cầm nắm thôi nếu mà sau này phẫu thuật. Dạ. Không biết là lúc trước chị đi bệnh viện là bác sĩ có chia sẻ là mình phẫu thuật là tay bé có thể hoạt động lại bình thường không? Ta nói nếu mà mình nằm liên tục, mình có tiền đi liên tục đó, thì người ta mổ thuật cho mình thì được. Rồi bây giờ còn 3 tờ dính lại. Nhưng mà cái 3 tờ giấy đó là kiểu như là bác sĩ nói là phẫu thuật. Rồi một tờ vậy là bao nhiêu tiền là hồi nãy em có nghe? Không có nói giá tiền. Đúng rồi, không có nói vụ tiền mà bác sĩ nó cũng bộn lắm. Ờ. Nó là bị gì nó nặng dữ lắm, nó sống lại là cầu mai. Đúng rồi. Rồi bây giờ ở đây con quay bên đây nè, thấy cái lỗ tai bên đây có con á. À, bây giờ là nói chuyện nhỏ là con có nghe không ha Trinh? Nhỏ nhỏ không nghe. Nói nhỏ là không có nghe ha. Tại vì nó bị mất hết trơn rồi nè cô chú anh chị. Rồi bên đây coi con, qua bên đây. Cô chú anh chị thấy một mà. Rồi nữa con đi hớt tóc ha, chiều nay đi hớt tóc đi. Dạ. Để cho đừng có che cái mắt của con ha. Dạ. Ừ. Rồi ở nhà đây thì cũng như là hai vợ chồng cũng chưa có cái kinh tế để mà hàng ngày là cũng như là đi làm cũng chưa có quyền để làm ổn định. Chừng nào mà có đi dậm lúa này kia thì chị cũng đi ít gì thôi đó. Dạ, cũng được ngày trăm mấy. Dạ, cũng rồi con thì nói chung là cũng có đi làm công nhật thì phụ ít thôi. Một tuần được 2 ngày. Dạ. Bây giờ không có dậm thì nhờ được con một tuần được 2 ngày.
Rồi nhờ nhằm khi nhà nước á là ở đây á là cho cũng được 10 ký gạo với nước mắm nước tương. Dạ. Lâu lâu nhà nước cho được lần. Dạ. Rồi chồng của chị là cũng như là bị bệnh vậy hồi nãy chị nói. Gãy ba sườn. Anh té hồi lúc mà nhà ngập đó. Dạ. Đi chơi nó té gãy ba sườn hai cây, bây giờ sắp nặng. Rồi tính ra bây giờ là chồng chị là nghỉ làm, không có đi làm được là bao lâu rồi? Cũng 4-5 năm rồi. 4-5 năm rồi, cũng chỉ ở nhà cũng vậy hả? Dạ, hồi đó nghèo á, người ta kêu là mổ nhét lưới nóc là mấy triệu bạc đó, rồi gia đình kiếm không có tiền. Dạ. Rồi bắt đầu là đẻ nó không vậy luôn. Nó dạ. Đẻ tới giờ nếu mà trời lạnh lại đó là cái sườn đó nó ổng thốn thốn nó đau. Dạ. Dạ, thì hôm nay thì em cũng đến đây cũng thấy được hoàn cảnh mình. Em cũng chia sẻ lên cộng đồng mạng. Thì hôm nay em cũng xin gửi đến chút ít lòng thành của cô chú Mạnh Thường Quân. Thì ở đây Chung cũng xin gửi lời cảm ơn đến chị Liên ở Canada, cũng gửi Chung đến giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay Chung cũng xin trích số tiền là 1 triệu đồng để gửi cho bé Trinh để nữa đi hớt tóc với lại mua sữa để uống đi ha. Ha Trinh, để chú cho gửi cho con nè. À, con cầm số tiền đây đi để chiều nay con đi hớt tóc ra nha. Dạ. Cho nó gọn gàng lại rồi số tiền nữa cũng chị mua sữa này kia đó để cho bé uống. Tôi xin cảm ơn bà con cô bác Mạnh Thường Quân với từ thiện từ xa từ gần giúp đỡ gia đình của em cũng rất là mang ơn nhiều. Dạ. Cầu mong sau này cháu có tiền đi bệnh viện lợi ăn mổ. Dạ. Rất là cảm ơn anh chị cô bác bà con rất nhiều gia đình. Dạ. Khó khăn. À, thì Chung cũng hy vọng có duyên với cô chú Mạnh Thường Quân thì mọi sự giúp đỡ đến hoàn cảnh gia đình của em Trinh thì có thể liên hệ trực tiếp đến số màn hình trên video này của Chung. Thì hôm nay em cũng xin cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ đến hoàn cảnh của mình ha. Rồi ở đây thì nữa con cũng cố gắng cũng như là nữa hớt tóc với lại ăn uống vô ha. Yeah. Con mới có sức khỏe. Yeah. Thì nói chung cũng hữu duyên để cô chú anh chị thấy được sức khỏe của con đó thì có thể giúp đỡ cho con nha. Dạ. Thôi bây giờ chú thôi bây giờ chú cũng đi về rồi, cũng cảm ơn chị, em cũng xin phép ha. Dạ. Cô cũng cảm ơn. Dạ.